Thì như các bạn biết đó, thì cái cano Canet thành phần của mình đăng ký là nó 42% hữu cơ, thì trong đó là nó có 42% hữu cơ với thêm là trên 40% là cái thành phần full viết nữa. Mà cái thành phần full tính ra, nếu mà tính tỷ trọng ra thì nó cũng khoảng tầm trên 50% đó. Xin chào các bạn, thì hôm nay thấy có dịp mà vô một cái vườn của một cái anh ở ở trong Trường Long ha các bạn. Thì bây giờ thấy rồi, bây giờ em vô em coi giùm anh thử coi là chừng nào mới rải lân được ha các bạn. Đây bạn coi nè, ví dụ những cây như thế này đó các bạn đó, thì bây giờ là chúng ta rải lân được rồi ha, rải lân Long Thành nha, lân Linh Bình, lân Indo hay cái ha, rải lân được rồi. Còn một số nếu mà các bạn lại lân phố thì các bạn để trễ hơn 10 ngày nữa nha, đó rất là tốt ha. Đây những cái đọt nó đang le thứ này nè các bạn. Hôm nay thì mình đi cùng cùng mấy anh em trong công ty, Arifarm, mình đang làm bên cho, mình đang bán một số dòng sản phẩm của Arifarm như là cái rơ xi đó các bạn. Đó Phong chào mọi người đi Phong. Ok. Chào mọi người á. Đây là Phong là kỹ sư của đây. Hôm nay mình ghé thăm vườn chung với anh Thái và mình cứ kiểm tra rễ của một vài cây như các bạn thấy đây. Là rễ nó ra đây, trắng luôn các bạn thấy, nó ra trên cái mặt đất luôn. Đấy, ăn lên trên mặt đất luôn. Rất là nhiều những cái rễ trắng luôn các bạn. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dòm ở ngoài cây nè. Đó, ngoài cây hiện tại bây giờ nó đã lú đọt nè các bạn. Đó, số nhánh nó đã lú đọt rồi nè. Thấy chưa? Lú đọt đã không? Cái cây trước á mình có cập nhật cho các bạn xem là nó như thế này. Đó, cái cây sau là bắt đầu nó đang đi đọt mà các bạn thấy cái đọt mập không? Đó. Thì bây giờ Phong nè, Phong chịu trách nhiệm bên bên cái khâu mà dinh dưỡng bên bên công ty nè. Đó thì bây giờ Phong nói với mọi người là ở trong đây nó có cái gì để mà nó trong cái can ở cái đất. Thì như các bạn biết đó, thì cái cano Canet thành phần của mình đăng ký là nó 42% hữu cơ, thì trong đó là nó có 42% hữu cơ với thêm là trên 40% là cái thành phần full viết nữa. Và cái thành phần full tính ra, nếu mà tính tỷ trọng ra thì nó cũng khoảng tầm trên 50% đó. Đây mấy bạn thấy nè, nhanh ra rễ nè, rễ trắng nha, chứ không phải rễ vàng, rễ này mới ra là trắng hết đó, các bạn. Rễ trắng mà mập nữa các bạn, thấy nè. Ra tới đây luôn đấy. Hầu như cục đất là nó ăn hết luôn. Rễ trắng nè. Này mình mới mở cái lớp lá lên, nó cào đầy vậy nè, thì rễ nó trắng tươi vậy. Đó, các bạn. Đó thì các bạn nè, mình có nói với các bạn rất là nhiều lần, như Phong cũng biết là Phong có chia sẻ là cái Fubix anh thấy. Khi mà anh đưa vô đất á thì nó sẽ kết keo đất lại đúng không? Đó, nói chung là cái Fubix này vào đất á thì nó sẽ kết những cái liên kết những cái keo đất lại. Thứ nhất là giữ dinh dưỡng cho đất nè, thứ hai á là giúp cho cái đất của mình nó được đai xốp, và mùa mưa mình xài á thì nó sẽ ít mất cái chất dinh dưỡng hơn. Đó. Và quan trọng như hồi nãy mình có quay cho mấy bạn thấy đó là nó kích rễ rất là mạnh luôn. Mùa mưa mà rễ bạn thấy nó nổi lên trên mặt đất luôn. Ok. Thì đó là cái hiệu quả của cái hàng organic bên mình á. Rồi, ok các bạn, đang các bạn coi nè. Hiện tại bây giờ nó đã ra đọt đều cây như thế này nè các bạn. Nè, đọt các bạn thấy không? Các bạn dễ nhận biết nhất là các bạn sẽ thấy cái đọt nó rất là nâu các bạn. Thì mình tâm đắc với cái sản phẩm của công ty đó các bạn. Là những dòng dinh dưỡng á thì nó được đăng ký là nó hữu cơ hết. Nên không có cái rất là ít các thành phần cái chất vô cơ nào trong đây các bạn. Đó. Thì cái cây nó sẽ bền hơn. Rồi, cái cây nó sẽ bền hơn cho chúng ta. Đó, cái đọt các bạn thấy không? Cây rất là khỏe, cây rất là sung luôn. Đó, trong cái lúc mà cái tiết đọt nó không có, mình có nói rất là nhiều các bạn rồi. Cái tiết đọt không có, bây giờ nè, các bạn coi nè, cái cây nó hiện tại nó rướn ra thôi. Nó rướn ra thôi, nhưng mà cái lá nó mở không được các bạn, hiện tại nè. Các bạn bây giờ các bạn đưa cái gì vô các bạn cũng không có, bởi vì cái vườn này á, là cái cơi đầu tiên là mình cho xài rơ xi nha các bạn. Nhưng mà cái cơi này á, thì mình nói với anh là khoan nó đưa vô, hiện tại cái tiết đọt không có. Ha. Nếu mà bây giờ các bạn có xịt rơ xi vô thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng, nó làm đây cho nó làm cho cái đọt nó mập thêm nè. Nè các bạn có hai cơ chế nè, cái rơ xi, cái thí dụ mà các bạn mà đưa vô mà ngay căng cái tiết đọt tốt quá nha thì các bạn sẽ thấy cái lá nó mở bự rất là lớn nha, với cái điều kiện là dinh dưỡng phải có dưới nha, hữu cơ này kia phải có nha. Rồi khi mà các bạn mà đưa vô những cái lúc mà không có tiết đọt, các bạn sẽ thấy cái dạng lá chân nó sẽ rất là xanh. Đây nè các bạn, các bạn coi nè, cái dạng lá chân nó rất là xanh, nó xanh mà đen thui luôn các bạn. Đây nè các bạn coi nè, đó nó lên đen như thế này luôn nè. Đó, mình không cho ảnh, mình hôm bữa là ảnh xịt một cử rơ xi rồi. Hôm bữa anh xịt một cử rơ xi rồi thì mình nói là bây giờ anh xịt cái khác ha, đừng xịt rơ xi nữa. Mình chú ý là cố tình nha các bạn nè, để mình lì coi đây, mình cố tình là để Phong đi theo luôn nha Phong.
mình cố tình luôn là mình để cho ảnh cho khách hàng người ta giảm giá thành lại. Chứ xịt các bạn xịt rất là tốt nha. Các bạn xịt vô thì cái lá nó sẽ quang hoạt mạnh hơn. Nó trao đổi chất mạnh hơn thì nó sẽ đi đọt nhanh hơn. À, các bạn coi nè. Đọt như thế này. Trời ơi nhiệt tình quá các bạn nè, coi ai mà nông dân mà chưa đem dừa ra tới nơi luôn. Chết luôn rồi. Rất là cảm ơn anh Phong luôn. Rồi. Đó thì bây giờ là một nói chung là anh em công ty vô đây khảo sát để xem cái hiệu quả, cái tính năng của nó như thế nào. Bây giờ mình cũng chia sẻ, nói chung là anh em trong công ty thì rất là tâm đắc với cái dòng sản phẩm này các bạn. 100% là nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ nên nó rất là tốt. Bây giờ mình chỉ việc mình lo cho ảnh để mình làm trái thôi à, nhớ các bạn à, hiện tại bây giờ cái tiết đọt không có thì các bạn, nếu mà các bạn muốn làm sớm thì các bạn kéo đọt ha. Còn các bạn không ấy thì các bạn cứ đóng rơ xi vô đặng cho cái đọt nó mập thêm thôi, nó cấp amino, nó cấp dinh dưỡng vô nó mập thêm thôi, không có thành vấn đề. Các bạn coi nè, đọt không, cái đọt như thế này nó như là cái nửa ngón tay út mình nè, đọt nó ra như thế này. Giờ dinh dưỡng từng nắp nhánh đều ra lá rồi, okay. Ra cành rất là đầy đủ đó, lá nó lớn rồi các bạn. Đọt. Chung là mình chỉ cần bao nhiêu thôi là được, ok các bạn. Rồi video cũng dài rồi, không phải nắng rất là nắng, trưa anh em mình mới có dịp mà chúng ta khảo sát con bay. Rồi ok hết các bạn, mình xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau không. Rồi ok, xin chào các bạn.